Thưa quý vị và các bạn, chương trình giáo dục phổ thông mới chính thức được triển khai ở lớp 1 năm học 2020-2021, lớp 6 năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023 đang triển khai đối với các lớp 3, 7 và 10. Quá trình chuẩn bị về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới tại Đắk Lắk gặp không ít khó khăn. Đắk Lắk là một trong số các tỉnh Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Cũng vì vậy, hệ thống lại kiến thức toán lớp 6 là ưu tiên trong năm học 2022-2023 tại lớp 7, trường trung học cơ sở EFV, xã EFV, huyện Krông Bách. Học kỳ 1 năm 2021-2022, việc học của học sinh bị gián đoạn, nhiều học sinh không có thiết bị để học online. Vì vậy, khi học sinh đi học trở lại, các thầy cô đều tận dụng tối đa thời gian để bù đắp kiến thức cho các em. Từ cái năm đầu mà vào thì học sách mới nên là em rất là bỡ ngỡ. Thầy cô đã phải giảng giải rất là tận tình và vì dịch nên là em còn phải học on. Nên sau khi qua kỳ 2, thầy cô phải rất là cố gắng để củng cố lại kiến thức cho em. Và khi lên lớp 7 thì em bắt đầu bắt nhịp được vào cái cuốn sách mới này. Và em cảm thấy cuốn sách mới rất hay và nó có thể giúp em tư duy hơn. Tôi thấy cái chương trình phổ thông mới này rất là hay. Nó hay ở chỗ là nó phát huy được tính tích cực chủ động của học sinh. Và đặc biệt là tích hợp cuộc sống rất là nhiều. Đối với môn tôi là môn ngữ văn ấy, thì tôi thấy là tích hợp cuộc sống rất là nhiều. Dạy theo chủ đề, từng chủ đề một, và những cái chủ đề này là các em nó gần gũi với cuộc sống các em, ví dụ như là cái bộ sách Chân Trời Sáng Tạo chẳng hạn, là sách ngữ văn 6 thì tích hợp các em vai trò là yêu thiên nhiên hơn này, rồi là giải quyết những cái tình huống trong cuộc sống này. Tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Krông Bách, năm học 2022-2023 có 137 học sinh, trong đó có 34 học sinh khối lớp 6, 35 học sinh khối lớp 7. Từ những ngày đầu triển khai dạy sách giáo khoa mới, tổ chuyên môn của nhà trường phải xây dựng kế hoạch môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý phù hợp với số lượng giáo viên hiện có. Giáo viên cũng rất nỗ lực để thích ứng. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cũng là một nội dung mới. Việc tổ chức dạy học gặp không ít khó khăn. Hiện nay để áp dụng và sử dụng cái sách giáo khoa cũng như là đặc biệt là trong vấn đề đội ngũ thì vẫn có những cái khó khăn. Và liên quan đến cái khó khăn này thì để thực hiện cái chương trình sách giáo khoa 18 này á, thì có một cái nó cũng rất là quan trọng, đó là cái điều kiện về cơ sở vật chất. Thì cái này thì báo cáo với đoàn là mặc dù khó khăn nhưng mà trong 2 năm qua thì nhà trường cũng đã cố gắng để trang bị cái phòng học để đáp ứng được cái chương trình giảng dạy mới. Qua một năm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới với khối lớp 6, ngành giáo dục và đào tạo Đắk Lắk đã đạt nhiều kết quả tích cực và hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra. Qua thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, qua đánh giá tổng kết chương trình trong 2 năm vừa qua và chương trình của lớp 6 thì thấy rằng là cái việc có những cái sự khác biệt trong thực hiện chương trình cũ và mới, đó là học sinh năng động hơn, sáng tạo hơn và chủ động hơn. Kiến thức của học sinh được kết nối với thực tiễn nhiều hơn để có thể hình thành được năng lực của mình một cách tốt nhất. Đến thời điểm này, học sinh các lớp chuẩn bị bước vào giai đoạn kết thúc học kỳ 1 năm học 2022-2023. Hiện nay, từ cách kiểm tra đánh giá đến các tiêu chí xếp loại học kỳ và xếp loại cả năm học đã có sự điều chỉnh theo hướng giảm áp lực điểm số, hướng đến sự đánh giá năng lực phẩm chất của mỗi học sinh. Đổi mới công tác dạy học, thi cử, điểm số là những công việc lâu dài, không thể vội vã nôn nóng đốt cháy giai đoạn, nhưng cũng không thể chậm muộn, đặc biệt là với cấp trung học cơ sở. Để chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai hiệu quả hơn, đòi hỏi sự vào cuộc chủ động tích cực của các nhà trường, sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Đắk Lắk để giáo dục thực sự là lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu, nhất là trong giai đoạn đổi mới căn bản và toàn diện được đánh giá là hết sức quan trọng như hiện nay.